đội Sửu Nhi Thiên Đình các bạn. Nào các em tập trung vào. Nào vào đây. Đây cái thứ kia. Đó. Chuẩn bị. Hát nha. Thế tổ thế ta là con nhà quan. Ê. Mà là người nhà quan sáng thì phải dân sang. Ê. Không tài năng cũng lên trời tranh ghê. Mình phải làm như thế mới là con nhà quan. Ê. Nào các em hát kiêu hãnh lên, hào sảng lên, tự tin lên. 2, 3. Thế tổ thế ta là con nhà quan. Mà là người nhà quan sáng thì phải dân sang. Không tài năng cũng lên trời tranh ghê. Mình phải làm như thế mới là con nhà quan. Hey! Ôi dồi ơi, làm con nhà quan không đơn giản đâu. Mệt phết đấy. Mệt cái gì mà mệt, vớ va vớ vẩn. Mệt thì nghỉ đi. Ai cho nghỉ hả? À, lên đây để tập chứ để nghỉ à? Thế anh cho tập đi. Thế đang cho tập đấy còn gì nữa mà. Miệng thành ba hàng dọc tập hợp. Anh ơi cho em hỏi. Hỏi cái gì? Anh có vấn đề gì không đấy? Bọn em có mỗi ba người thì làm sao tập hợp thành ba hàng được? Anh giải thích với chúng mày bao nhiêu lần rồi. Đã lên trên này thì bản thân mỗi chúng ta đã là một hàng rồi. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi. Nghiêm. Nghe anh dặn đây. Bây giờ tuy là tập thôi, nhưng mà tinh thần của bọn em cũng phải như biểu diễn thật. Đấy. Bởi vì rất có thể chút nữa chúng ta sẽ được biểu diễn tiết mục này. Nào. Anh chưa tin được. Kiểm tra lại đây. Kiểm tra lại đây. Bài hát này là ca ngợi công lao của ai? Em biết bài hát này là ca ngợi công lao của quan to ạ. Không phải. Bài hát này ca ngợi công lao của cha mẹ ạ. Chuẩn. Chuẩn. Mẹ cha các em là những người đã sinh thành ra các em. Và rồi cũng chính mẹ cha các em là những người đã cho các em đi học thiên đình trong, thiên đình ngoài. Để rồi cuối cùng lại chính mẹ cha các em đã đưa các em lên trên này để có cơ hội trở thành những thiếu sinh tiên. Anh ơi cho em hỏi, thế mẹ cha của anh nó dạy anh hỏi. Ai cho mày hỏi thế? Thế là do ông đấy. Ông dạy các cháu kiểu gì mà như là xúc phạm bố mẹ các cháu thế. Một câu là mẹ cha các em. Hai câu là mẹ cha các em. Thì câu thứ ba các em chả mẹ cha nhờ ông. Nhờ. Oh yeah. Ghê cái gì? Sợ đi bênh bọn này. Cũng giống mình mà. Không giống một tí nào cả. Bọn này bố mẹ chúng nó gửi lên để cạnh tranh vị trí trực tiếp với anh em mình đấy. Ô thế à? Ừ. Thế để tôi. Này, ở trên này học hành chăm chỉ nhá. Nhớ chưa? Tập trung vào. Đào đấy. Này. Hả? Năm tàu gọi. Ủa thế à? Alo à? Không đâu. Bọn em đang tập cho các cháu. Đây đây. Nào, chăm chỉ học lên anh yêu các em. Anh ơi thôi nhé, để em tập trung tập ạ. À. Vâng, em chào anh ạ. Ông ơi, tập bản thôi, tập bản thôi. Mà vốn là chức to vẫn đang trong nhiệm kỳ. Mẹ vốn là thủ quỷ nên có nhiều quan hệ. Ba mẹ là giá đỡ che chở suốt đời con. Con ba, con của ba rất oai. Vì con là con mẹ, con của mẹ có quyền. Rồi mai đời thăng tiến, bay đi khắp bộ ngành. Con đừng quên con nhé, ba mẹ là. Con to cái gì? Ai chả biết. Quan to. Hai, ba. Chúng con cảm ơn bố mẹ. Chúng con rất tự hào vì bố mẹ là quan to. Gì cả. La 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 la. Có bổ nhiệm thư rồi. Có bổ nhiệm thư rồi. Có tuổi chú ơi. Có bổ nhiệm thư. Anh có tuổi chú ơi. Có. Tất nhiên không phải là mày. Chúc
nói nào ấy, mẹ cháu bảo kiểu gì cháu được bổ nhiệm mà. Thôi thôi, im im, mẹ lại còn lôi cả mẹ mày ra nữa à? Hả? Lào lều. Ôi giời ơi, trời ơi. Nghĩ ra. Anh ơi, không phải nó thì chắc chắn là em rồi. Ôi sung sướng quá. Đúng là cha Lê Văn Truyền, con Lê Văn Nối cuối cùng cũng đã được làm quan. Anh ơi, anh đọc đi, ai ai tên ai, em sốt ruột quá. Hoàng Lộc Trường Tồn. Hoàng Lộc Trường. Trong ba đứa, đứa nào là Tồn? Còn ai trồng quai đất này? Ôi trời ơi. Quá đáng yêu. Tồn. Cầm lấy tờ giác phong này nhá. Tờ giác phong là gì hả? Đại loại nó là tờ giấy A4 con ạ. Có phải tờ A4 là bố cháu vẫn hay nói không ạ? Bố cháu nói thế nào? Cầm tiền thì sợ tiền rơi, ừ. Cầm tờ A4 đời đời ấm no. Quá đáng yêu, quá chuẩn. À, đi vào đây với chú. Anh! Anh! Thế sao bọn em không bổ nhiệm thì đi bổ nhiệm con Diều Nhi ấy? Đi mà hỏi pha giờ nó. Đi vào đây với chú. Này, cầm tờ A4 là thấy ấm no chưa? Chưa, nhưng chắc là sắp. Còn hai đứa, đi vào đây với chú. Chú pha sữa cho mà uống. Đi vào đây. Ờ, thế ôi con... Ơi, anh ơi! Đáng yêu quá. Ôi giời! Đúng là trời không có mắt! Cái gì đấy? Đứa nào nói mắt Ngọc Hoàng có vấn đề gì? Dạ, thưa chú là cháu ạ. Tại sao nói thế? Dạ, báo cáo chú, cháu xin nói thẳng. Cả năm qua ở trên này cháu làm chân sai vặt, điếu đóm. Thậm chí là lau mũi rửa đít cho bọn trẻ con. Đến lúc bổ nhiệm thì thiên đình lại không gọi tên. Chú nhìn cháu đi. Chiều cao, cân nặng, kích thước, level cháu phải hơn bọn Xíu Nhi đấy là cái chắc. Cháu chờ đợi bao nhiêu lâu rồi. Đến lúc có kết quả thì bọn cháu lại là người thất bại. Không xem bóng đá đúng không? Sao ạ? Không xem U23 thi đấu đúng không? Bây giờ có cái khái niệm mới rồi. Không cần bạn phải là người vô địch, nhưng bạn vẫn là người chiến thắng. Đúng không? Thế chúng mày có biết vì sao chúng mày có mặt ở đây không? Dạ, cháu biết ạ. Là vì cháu học hành hơn một số đứa. Không phải. Là vì bố bọn cháu đưa bọn cháu lên đây. Thế vì sao chúng mày vẫn chưa được bổ nhiệm? Dạ, thưa chú, là vì chúng cháu... Vì bố chúng mày. Bố chúng mày đưa chúng mày lên đây. Chiếm chỗ của những cái người có năng lực thực sự. Cho nên giá trị duy nhất của chúng mày là bố chúng mày. Nhưng thưa chú, cháu có năng lực. Cả năm qua cháu cố gắng rồi. Không cần mày cố gắng, bố mày cố gắng là đủ rồi. Nếu chúng mày là những đứa có tự trọng ấy, thì chúng mày phải tự biết đi trên đôi chân của mình nhá. Đừng trông chờ vào người khác. Rõ chưa? Dạ. Chú quá đáng vừa đi. Ngày bố cháu còn đương chức, không bao giờ chú có thái độ như này với bọn cháu. À, thế ngày bố cháu còn đương chức thì thái độ của chú thế nào? Thái độ khác, chú sang chơi thì chú bế rồi các kiểu xinh xinh xinh. Bây giờ lại... Bây giờ thì cũng vẫn xinh 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 xinh. Chú đánh cháu đúng không? Đúng, cháu đánh mày đấy. Cháu mách bố cháu đấy. Bố mày tuột xích rồi. Bây giờ mày muốn gì? Bố cháu tuột xích rồi thì cháu lại xin chú ạ. Thằng này có năng khiếu. Được đấy. Dạ, dạ. Có năng khiếu. Dạ. Thế này là tiến bộ trong tương lai đây này. Vâng. Thôi đừng buồn nữa. Coi như vừa rồi là chuyện mình dậy thì không thành công. Cố gắng lên. Dạ, dạ, dạ. Dạ, cháu là chú ạ. À. Sang nhà tôi tặng quà cho anh kiểu. Dạ, cháu gì ơi? Dạ không ạ. À. Chú ơi, cháu xin lỗi chú ạ, chú ơi. Chú nào? Ôi dồi ôi, thằng ngôn con này. Thằng mắt híp này. Mày quát ai? Mày quát ai đấy? Hả? Đừng gọi là mày tao. Thế gọi là gì? Làm sao? Nhìn lại mà ràng đi. Thế? Áo quan này. Đúng rồi. Quan này. I am an apple. Là gì? Bây giờ ta là táo rồi. Táo gì? Táo gì? Táo tệ. Trời ơi. Sao nó lại bất công? Hả? Quá bất công. Trời ơi. Hạ kiệu. Sao phải hạ kiệu? Không bao giờ hạ. Cuộc đời thật lắm éo le, nhân sâm thì ít mà dễ che thì nhiều. Đây, quỳ xuống rồi được chưa ông tướng? Này, từ nãy ta theo dõi rồi đấy nhá. Nó bây giờ đã là sếp của chúng mày. Dạ. Lo mà cầu cạnh, chăm sóc, sau này nó còn nâng đỡ. Vâng. Đúng không? Đúng. Hạ kiệu. Hạ rồi. Đặt mông. Đặt mông cũng phải nói. Lướt kiệu. Đưa ta vào.
uống sữa chứ gì? Vâng. Ai rồi? Thế vào làm gì? Thấy mình bớt tết rồi này. Dừng lại. Cầm tiền thì sớt tiền rơi, cầm tờ một đời đều không lo.